Orion. Mọi điều là vì tương lai của hai đứa mình hay không hả? Tôi chỉ tin vào những gì mắt tôi thấy thôi. Yêu nhau 5 năm, chẳng lẽ anh vẫn không hiểu tôi à? Hiểu? Em muốn anh hiểu điều gì? Hiểu một điều là tôi đã quá chán anh rồi. Em chán anh. Đúng, tôi chán anh. Tại sao? Sao? Đừng hỏi anh.
là tình yêu hay không, hay chỉ đơn giản là tình thương và trách nhiệm. Bản thân anh cũng không trả lời được. Đừng quay mặt đi, nước mắt rơi thì cứ